Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Ông Thưởng Không Ngoa Ngôn. Ngày 4 tháng 10, blog Trần Văn trên VOA có bài bình luận Ông Thưởng thành thật chứ không ngoa ngôn. Theo tác giả, không phải tự nhiên mà có rất nhiều người sử dụng mạng xã hội để mỉa mai chủ tịch nước, cũng như khi ông bảo rằng đất nước đang cần tiếng nói của tình yêu thương con người, của lòng trung thực, sự quả cảm. Tuy nhiên, xét đến cùng thì ông Võ Văn Thưởng thành thật chứ không ngoa ngôn. Tác giả trích dẫn lời phát biểu của ông Thưởng, theo đó, kẻ thù nguy hiểm nhất của dân tộc trong hòa bình là sự vô cảm, tính vị kỷ, thói hưởng thụ, lòng tham lam, sự giả dối và độc ác, là tham nhũng, tiêu cực, là sự tàn phá thiên nhiên, tàn phá văn hóa và đi ngược lại xu thế của thời đại. Nên đất nước đang cần tiếng nói của tình yêu thương con người, của lòng trung thực, sự quả cảm từ các nhà văn trong cuộc đấu tranh này. Hình ảnh bài trên VOA. Tác giả bình luận, dưới gầm trời này, chẳng có mấy nơi như Việt Nam, nguyên thủ quốc gia phải lên tiếng kêu gọi giới cầm bút, tham gia chống các thói hư tật xấu, cả trong xã hội lẫn hệ thống công quyền, khuyến khích giới này phải vừa trung thực vừa quả cảm. Muốn biết vì sao lại thế, xin cùng tham khảo. Tác giả dẫn quan điểm trung thực của một người Việt chia sẻ trên Internet vào tháng 2 năm 2009. Theo đó, ông dự đoán về vận mệnh của đất nước và những việc mà người Việt phải làm để không rơi vào bẫy nghèo đói. Từ đó đến nay đã 14 năm, các diễn biến của thời cuộc và hiện tình xứ sở đủ để từng người xác định ý kiến vừa kể là trung thực, thậm chí là chính xác đến mức nào. Còn người đưa ra những ý kiến nhận định, đề nghị kiểu như vừa trích dẫn là ông Trần Huỳnh Duy Thức, hiện đã ngồi tù 14 năm. Nếu không có gì thay đổi, ông Thức sẽ tiếp tục ngồi tù thêm 2 năm nữa để thi hành cho đủ bản án 16 năm vì hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Tương tự, vào tháng 10 năm 2010, tác giả nhắc đến một người Việt khác gửi cho công an tỉnh Đắk Nông một thư ngỏ, giải thích thêm về quan điểm của ông đối với hiện tình quốc gia nói chung và chủ trương khai thác bauxit tại Tây Nguyên nói riêng, đồng thời chỉ ra con đường thoát khỏi bế tắc để vươn lên chính là dân chủ, đa nguyên và nhân quyền. Hình ảnh Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Tác giả cho biết, người viết thư ngỏ này là ông Đinh Đăng Định, sinh năm 1963, cựu sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, giáo viên hóa của trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn ở huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Kết quả, tháng 10 năm 2011, ông Đinh Đăng Định bị bắt, bị phạt 6 năm tù vì tuyên truyền chống chế độ. Đến tháng 4 năm 2014, ông Định qua đời sau khi trăn trối với vợ con. Đừng giữ lòng thù hận vì chúng ta không phải kẻ thù của nhau. Nhiều người tin rằng ông Định bị đầu độc trong tù. Tác giả nhận xét đối chiếu thực tại sẽ thấy những gì ông Đinh Đăng Định từng trình bày có trung thực và chính xác hay không. Khi thẳng thắn bày tỏ suy tư, ông Định có quả cảm hay không. Và bất kể bị ngược đãi tàn tệ đến mức mất mạng, điều ông trăn trối cho thấy ông có đủ tình yêu thương dành cho đồng bào, cho xứ sở hay không. Tác giả đề cập đến một người Việt khác, người luôn thúc đẩy phát triển truyền thông, giáo dục và xuất bản, bà Phạm Đoan Trang, 45 tuổi, bị bắt vào tháng 10 năm 2020 và nay đang thi hành bản án 9 năm tù vì tuyên truyền chống nhà nước. Tác giả kết luận những Trần Huỳnh Duy Thức, Đinh Đăng Định, Phạm Đoan Trang và nhiều, nhiều người Việt khác giống như họ chính là nhân chứng cho những điều mà ông Võ Văn Thưởng, Chủ tịch nước vừa xác nhận. Ở Việt Nam, muốn trung thực thì phải quả cảm. Điều này thường chỉ có thể thấy ở những cá nhân có đủ tình yêu thương con người. Các nhà văn lão thành, cả đời phục vụ đảng, hiểu điều đó, nên không ai thèm trung thực. Ông Thưởng có dụ cũng thế thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin Ông Thưởng không ngoa ngôn. Độ trung thực và tính khả thi trong lời kêu gọi của Chủ tịch nước đến đâu? Ngày 2 tháng 10, AFA tiếng Việt có bài Nhà văn có thể trung thực và quả cảm nói về mặt xấu của xã hội theo lời kêu gọi của Chủ tịch nước. Lời kêu gọi trên của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng diễn ra tại Hội nghị đại biểu nhà văn lão thành Việt Nam lần thứ nhất tổ chức tại Hải Phòng ngày 30 tháng 9. AFA dẫn lời một người hoạt động ở Hà Nội nói, phát biểu của Chủ tịch nước là hoàn toàn đúng với thực tế xã hội hiện nay. Việc ông ta kêu gọi nhân dân và đất nước cần những tiếng nói của tình yêu thương con người, của lòng trung thực cũng hoàn toàn đúng. Tuy nhiên, người này cho rằng ông chủ tịch nước không dám thừa nhận Đảng Cộng sản chính là thủ phạm
và phải chịu trách nhiệm về những xấu xa kể trên, hình ảnh bài trên AFA. Về tính khả thi của lời kêu gọi này, AFA dẫn lời nhà thơ Hoàng Thụy Hưng, tức Hoàng Hưng, một cựu tù nhân lương tâm, thành viên ban vận động thành lập văn đoàn độc lập, cho rằng người dân nghi ngờ, cho đó là lời nói suông vì những tác phẩm dám làm như ông Thưởng nói thì thường là hay gặp rất nhiều trắc trở, ví dụ như không được xuất bản hay xuất bản rồi thì bị thu hồi. Tôi cho rằng có một sự kiện chính trị rất lớn, đó chính là việc Tổng thống Mỹ Joe Biden đã trực tiếp ký kết với ông Tổng Bí Thư quyết định đưa quan hệ Việt Mỹ lên tầm cao nhất là đối tác chiến lược toàn diện. Chắc chắn việc này sẽ chi phối rất nhiều trong hoạt động xã hội. Ông Hoàng Hưng cho rằng đây có thể là một tín hiệu thể hiện rằng những người lãnh đạo đảng Cộng sản đang muốn thăm dò để có một cung cách mới quản lý xã hội. Điều đó chứng tỏ xu thế muốn đối thoại, dân chủ hóa và mở rộng có trong đảng, nhưng gặp phải sự kháng cự mãnh liệt của lực lượng bảo thủ và hiện tại lực lượng bảo thủ trong đảng vẫn chiếm thế thượng phong. Tuy nhiên, nhà thơ Hoàng Hưng nói trong phát biểu của ông Thưởng có rất nhiều mâu thuẫn, đó là để đấu tranh với cái xấu, cái đi ngược với xu thế thời đại thì cần dân chủ hóa, trong khi đảng luôn khẳng định là phải độc quyền lãnh đạo và tiến tới mục tiêu xã hội chủ nghĩa, cộng sản chủ nghĩa theo đúng đường lối Marx Lenin. Hình ảnh Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp mặt các nhà văn lão thành hôm 30 tháng 9. AFA dẫn lời bình luận của bà Đặng Thị Huệ, một nhà hoạt động chống bót bẩn, nói tiếng nói trung thực quả cảm là bị coi phản động và dễ vào tù như chơi. Bản thân tôi bị lừa một lần rồi. Tôi bị ngồi tù vì tin vào lời chống tham nhũng của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Dân tộc Việt Nam đã ăn quá nhiều quả lừa, bây giờ không còn ai nghe và tin những lời nói hay hứa hẹn của lãnh đạo Cộng sản. Nếu Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thực sự muốn người dân có niềm tin để có thể cất tiếng nói trung thực và quả cảm, thì với cương vị Chủ tịch nước, ông hãy tìm cách hủy bỏ ngay các điều luật 331 và 117. AFA dẫn lời một nhà văn quân đội kỳ cựu nói, tôi thấy đã nhiều năm nay, nhất là từ khi có mạng Internet và các blog và những tờ báo lê dân, nhất là những năm nay có Facebook, thì xã hội không hề thiếu những tiếng nói trung thực và quả cảm. Thế nhưng, những tiếng nói đó đã được ai nhân danh đất nước lắng nghe cho đâu? Đã vậy, những người trung thực và quả cảm như anh Trần Huỳnh Duy Thức thì bị kết án 17 năm tù, cụ Lê Đình Kình còn bị giết hại một cách dã man, trong khi hàng trăm người khác cũng trung thực, quả cảm thì đang bị giam cầm bởi các mức án nặng nhẹ. Theo thống kê của AFA, Việt Nam hiện có ít nhất 65 người đang bị giam giữ vì tuyên truyền chống nhà nước và 40 người vì lợi dụng quyền tự do dân chủ, vì những bài viết trên mạng xã hội nói lên hiện trạng đất nước. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo .d với bản tin Độ trung thực và tính khả thi trong lời kêu gọi của Chủ tịch nước đến đâu. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo .d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo .d